Chào mừng các bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog, kênh chia sẻ kiến thức tổng hợp hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thuật thuật máy tính, style pro show, producer, v.v. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ này youtube.com/Đỗ Bảo Nam Blog hoặc website là đỗbảonamblog.com để xem các video hướng dẫn và các bài viết hữu ích. Trong khi xem một video nào đó của Đỗ Bảo Nam Blog thì các bạn có thể nhấp chuột vào nút đăng ký ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các cái video hướng dẫn của mình hàng ngày. Đồng thời các bạn cũng đừng quên nhấp chuột vào cái biểu tượng hình chuông này để nhận cái thông báo cho mỗi video mới. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì Đỗ Bảo Nam Blog sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google làm trang chủ. Việc cài đặt này sẽ giúp cho bạn thuận tiện hơn trong quá trình thao tác trên các trình duyệt. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google Chrome trên các cái trình duyệt phổ biến nhất hiện nay, trong đó có trình duyệt Chrome, trình duyệt Firefox, trình duyệt Microsoft Edge và trình duyệt Cốc Cốc. Trước hết mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google trên trang chủ Google Chrome. Thì theo mặc định thì khi các bạn cài đặt cái trình duyệt Google Chrome thì các bạn sẽ không thấy một cái nút Home ở đây, hoặc khi các bạn mở mới trình duyệt lên thì các bạn sẽ vào một trang trắng như thế. Trang trắng thì ví dụ như là mình sẽ tắt đi và mình sẽ mở một trang Google này, thì các bạn sẽ được trang trắng như thế này. Thì bây giờ làm thế nào để khi mà các bạn mở ra thì sẽ vào ngay trang Google, thì các bạn thực hiện như sau. Thứ nhất là các bạn vào cái biểu tượng ba cái dấu sọc ở đây, sau đó các bạn chọn và cài đặt. Nếu ở đây phiên bản của bạn là tiếng Anh thì các bạn chọn là setting và các bạn xuống phía dưới ở đây các bạn nhìn thấy có một chữ là hiển thị nút trang chủ, các bạn tích vào đây để bật vào đây. Và các bạn muốn cái trang chủ này khi bạn kích vào nó là một cái trang Google chẳng hạn thì các bạn phải nhập cái trang web google.com vào đây, google.com.vn. ok, và như vậy là bây giờ các bạn nhấp chuột vào thì nó sẽ ra trang google.com.vn cho chúng ta. Và ngoài ra thì như vừa rồi mình có chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn mở trình duyệt Google ra, ví dụ như bình thường các bạn mở ra thì sẽ chỉ nhìn thấy cái một trang trắng như thế này. Thì bây giờ các bạn muốn để mở ra thì các bạn vào luôn trang Google, các bạn vẫn vào các cái thao tác cài đặt. Sau đó các bạn phía xuống phía dưới này, ở đây có một cái là khi khởi động thì các bạn là tích vào là mở một trang cụ thể hoặc một tập hợp các trang. Thì đây bạn chỉ cần một trang nào đó thôi, ví dụ các bạn mở một trang này, thêm trang mới google.com.vn. ok, thì như vậy bây giờ các bạn kích vào đây sẽ ra trang google.com.vn, hoặc là các bạn khi mà các bạn khởi động ra thì ở đây cũng sẽ ra trang google.com.vn. và như vậy giả sử như các bạn muốn tìm kiếm một cái điều gì đó hoặc một thứ gì đó thì các bạn tìm kiếm rất dễ dàng. Thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn trên cái trình duyệt Firefox. Thì trình duyệt Firefox thì cũng hiện nay là cũng khá là nhiều người đang sử dụng trình duyệt này để cài đặt Google làm trang chủ trên trình duyệt Firefox. Thì các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn vẫn phải mở cái trình duyệt Firefox ra, ở đây thì vì mình mới cài đặt Firefox cho nên là trình duyệt có hỏi là có đặt cái Firefox làm cái trình duyệt mặc định không, thì mình cái chuột not now không cài đặt. Ở đây các bạn nhìn thấy ở đây có một cái biểu tượng nút home, nhưng nút home đây là không phải trang Google mà bây giờ chúng ta cần cái trang, khi kích đây sẽ ra trang Google. Thì các bạn thực hiện như sau. Thứ nhất là các bạn kích vào cái biểu tượng ba cái sọc ở trên phía bên góc trên bên phải, vào các bạn vào option và các bạn xuống phía dưới đây, các bạn nhìn cái tab home ở đây. Ở đây các bạn nhìn home page and new window, thì tức là khi mà mở một cái trang nào đó, khi mà mở mấy cửa sổ mới thì các bạn chọn là ví dụ như các bạn chọn custom url chẳng hạn, hoặc là các bạn chọn blank page là trang trắng, thì các bạn ở đây mình sẽ chọn custom url google.com.vn. Các bạn khi nó nút home hiện giờ được là các bạn đã có một cái thành trang thành Google rồi.
cái này các bạn bỏ tích này đi làm nào. Và bây giờ các bạn mở trình duyệt Firefox ra thì các bạn cũng sẽ thấy trang Google sẽ các bạn sẽ vào luôn trang web Google và các bạn có thể tìm kiếm ở đây, thì rất là thuận tiện cho các bạn nếu mà các bạn hay tìm kiếm thông tin. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google làm trang chủ trên trình duyệt Microsoft Edge. Đây là một trình duyệt mặc định của Windows đã được cài đặt sẵn cho chúng ta. Các bạn cần phải mở trình duyệt. Để cài đặt Google làm trang chủ trên trình duyệt này, các bạn làm như sau. Các bạn kích vào cái biểu tượng ba dấu chấm ngang ở phía trên bên phải, chọn setting. Một cửa sổ hiện ra thì ở đây các bạn nhìn thấy Open Microsoft Edge with, thì các bạn có thể chọn một cái special page và các bạn nhập Google vào đây. .vn. Và như các bạn thấy là bây giờ chưa hiện thị ra cái trang Google, nhưng mà khi mà các bạn mở trình duyệt ra thì các bạn đã vào được luôn trang google.com.vn rồi. Thì mình sẽ tiếp tục cài đặt cho các bạn. Để hiển thị nút home này ra ở chỗ này thì các bạn kích chuột vào cả View Advanced Settings này. Mình làm lại cho các bạn xem. View Advanced Settings. Ở đây các bạn nhìn thấy Show Home button ở cái đang off thì nó bật lên cho on và các bạn nhập ghi google.com.vn vào đây và các bạn lưu lại. Và các bạn nhìn thấy biểu tượng Home đã xuất hiện ở đây. Cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google làm trang chủ trên cung cấp. Đây là trình duyệt được khá nhiều người Việt sử dụng và mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để thực hiện cài đặt Google làm trang chủ như sau. Đầu tiên các bạn vẫn cần phải mở trình duyệt cung cấp. Ví dụ mình mở từ desktop. Ở trình duyệt cấp thì các bạn sẽ không nhìn thấy các biểu tượng như ở các trình duyệt kia. Ở cái trình duyệt họ, nhà phát triển họ ẩn hết rồi. À đây, các bạn nhìn sang bên trái, các bạn nhìn thấy mở trang cài đặt này. Đó. Và các bạn kéo xuống phía dưới. Tìm đến chỗ... Đây, hiển thị nút trang chủ, các bạn bật tích vào đây. Và các bạn nhập vào trang tùy chỉnh google.com.vn. OK. Trong trường hợp mà các bạn không nhìn thấy cái biểu tượng cài đặt ở đây, thì các bạn làm như sau: các bạn vào cái phần mở trang tải xuống ở đây. Sau đó các bạn nhìn xuống phía dưới có nút cài đặt ở phía dưới này, thì các bạn kích vào đấy vẫn ra trang như vừa rồi. Và như vậy thì các bạn đã cài đặt xong Google làm trang chủ cho trình duyệt cấp. Các bạn nhấp vào đây thì sẽ ra trang chủ Google. Như vậy là ở video vừa rồi thì Đỗ Bảo Nam Blog đã hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google làm trang chủ trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Cocos. Trong quá trình các bạn cài đặt thì nếu mà gặp cái khó khăn hoặc cái câu hỏi cần giải đáp thì các bạn có thể comment trực tiếp ở phía dưới các video hướng dẫn của mình hoặc là tại kênh Đỗ Bảo Nam Blog.com, hoặc các bạn có thể truy cập vào cái Facebook của mình là facebook.com/Đỗ Bảo Nam Blog, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video ngày sau.